Lý Bình, cái vụ đó làm xong chưa? Cái gì? Thì cái gì mà chỉnh chu nề nếp gì á? Nề nếp sụp đổ làm sao có thể dựng lại trong 1-2 ngày được, phải tốn rất nhiều thời gian đó. Lý Bình, hôm nay chơi vui không? Vui phải không? Trời ơi, chơi thì cũng chơi rồi, mà vui cũng đã vui rồi, mà bây giờ thì đã 12 giờ rồi, đã đến lúc phải chuẩn bị đi. Đi đi đâu? Thì đi về mấy trăm năm trước, lại đi ngủ. Tạm thời ta chưa thể đi được. Hả? Ta sao? Sao vậy? Chừng nào nề nếp của gia đình này ổn định thì ta mới có thể đi. Nữa hả? Chết rồi! Lý Bình! Lý Bình có chuyện gì? Lý Bình không chịu về hôm nay! Cái gì? Lý Bình không có chịu về! Lý Bình nói là trong ngôi nhà này nè, thiếu cái gia phong nề nếp. Lý Bình phải ở lại đây để mà xây dựng! Gia phong nề nếp hay gạo? Ủa mà gia phong nề nếp là cái gì? Ủa con đâu biết đâu? Nhưng mà chỉ có con chỉ biết một vấn đề là nếu mà Lý Bình mà còn ở đây á, là gia đình mình sẽ gặp rắc rối. Ôi trời ơi, vậy mà sao là dùng cái phương pháp biến đổi thời gian làm gì không biết. Ôi. Sắp hửng đông rồi mà sao cả nhà vẫn yên tĩnh vậy? Không thể chấp nhận được. Đó đủ rồi, dậy đi. Đã nói là dậy rồi mà. Dậy đi, còn chỉnh đúng y phục nữa. Nhưng mà trời vô sáng mà. Nhanh lên, sắp hừng đông rồi. Ủa, mà chỉnh đốn y phục là gì vậy? Thì là mặc quần áo cho chỉnh tề đó. Lẹ lên. Dạ con chào ông Tổ. Tối hôm qua ông Tổ ngủ ngon không Tổ? Cha Hoàng Lan dậy chưa? Dạ chưa. Trời đất, đánh thức dậy nhanh lên. Giờ này mà còn chưa dậy thì làm ăn được gì nữa. Nhưng mà giờ này còn sớm mà ông Tổ. Muốn có miếng ăn, muốn giàu có hơn người khác thì phải chịu thức khuya dậy sớm chứ. Nói vậy mà còn cãi nữa hả? Dạ, để con vô đánh thức ảnh liền. Đúng là không hài lòng được điều gì cả. Anh dậy đi. Trời ơi, sớm mà mấy giờ mà kêu anh dậy. Trời ơi, dậy đi. Ông Tổ giận rồi kìa. Nhanh lên, ngồi dậy đi mà. Chứ anh điên quá à. Đêm qua học Khổng Tử, Mạnh Tử gì đó ám ảnh luôn rồi. Bây giờ kêu dậy sớm làm gì không biết. Em không biết nữa, bây giờ không có nói nhiều vậy. Lên.
Trời ơi, ngồi dậy đi mà. Buồn ngủ quá. Dạ không, coi con có chuyện gì không? Còn chuyện gì nữa? Đàn ông á thì phải dậy sớm luyện tập sức khỏe. Còn phụ nữ thì lo chuyện cơm nước cho chồng con. Làm đi. Dạ đúng rồi. Phụ nữ luyện tập sức khỏe, đàn ông lo chuyện cơm nước. Ủa mà làm liền giờ không? Ngay bây giờ. Sao lại không được? Ôi, Lý Bình, sao bà lắc hay quá vậy? Suri á, mà nó ở trong nhà Suri luôn, mà nó ăn mặc á kỳ cục cũng lạ lắm, mà nhìn thấy nó ngang tàn mà lố cá lắm. À, em biết thằng đó rồi. Có biết hả? Ừ, thằng đó là Suri á. Bà với bà không mà. Thì đi coi thử là biết liền chứ vậy. Đúng rồi. Hay là hai đứa qua nó thăm dò thử coi. Mình làm quen với nó, xong rồi mình lợi dụng nó. Chí Minh, bạn lắc vòng giỏi thiệt đó. Làm tụi mình ngạc nhiên lắm đó nha. Mình cũng vậy á. Thường á thì mình lắc chưa tới 10 cái thôi là nó lớn mất tiêu rồi. Trời ơi, 10 cái luôn á, nhiều ghê. Tôi tưởng lắc một cái rớt chứ. Trò này thú vị thiệt. Chắc chắn khi nào quay trở về, ta sẽ dạy cho bọn trẻ cùng chơi. Nhưng mà thời xưa làm gì có mấy cái vòng này. Ở đó có rất nhiều cành cây mềm và dẻo, chỉ cần uốn cong nó là làm được mà. À, có một trò này thú vị lắm. Các người có muốn ta chỉ cho không? Nếu là trò của Lý Bình thì chắc là vui lắm.
Ở đây có tìm được giấy tàu và cây tre không? Mà nè, bây giờ ở đây đâu có ai còn làm diều đâu. Nó bán lại ngoài đường, muốn chơi tụi mình đi mua. Nếu không có người làm á, thì lấy ai bán cho mà mua? Ta dạy không lo học đi, còn ngồi nói chuyện tào lao nữa. Khi làm diều á, phải dán cơm cho dính vào thanh tre. Cơm thì dính chắc lắm, cho dù có gặp gió mạnh á, thì cũng không thể tách khỏi thanh tre. Khi thả diều á, thì mình phải chọn lúc trời no gió mà thả. Anh, no gió là gì vậy anh? Thì phải chọn lúc trời có gió nhiều, nhưng mà đừng có gió mạnh. Vì nếu gió mạnh á, thì diều sẽ không ổn định được phương hướng. Và phải thả diều vào trước ngày rằm. Nhất định phải thả diều trước ngày rằm hả? Không, nếu như thả diều vào ngày nào cũng được. Nhưng mà nếu thả diều trước ngày rằm á, thì nó sẽ mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Tại sao lại có ý nghĩa đặc biệt? Nếu như ta viết những dòng chữ may mắn lên con diều và thả nó vào trước ngày rằm, thì nó sẽ rải những điều may mắn đó tới tất cả mọi nơi. Thôi, bây giờ chúng ta hãy cầu chúc cho một năm mới tốt đẹp nhé. Chị, tụi nói làm cái gì ngổ quá chị. Tao cũng không biết là tụi nó làm cái trò gì bên đó nữa. Làm tụi mình ngồi canh mệt luôn á. Làm mất mệt. Chị, nó thả con gì bay ngổ quá chị ha. Con nói như nó có phép thuật á, nó biết bay á chị. Phép thuật cái đầu mày á, ngu hay là ngu vậy á. Ngu chứ chị biết con nói gì không? Tờ giấy. Không biết tờ giấy cho. Chị, nó tới. Coi chừng tụi nó phát hiện đó. Bà kia. Chắc hôm nay tao phải về thôi. Hả? Về thời lý hả? Nhưng mà ai đưa tao về? Chị nói thì bạn yên tâm đi. Mình với Lành Bắp Cải sẽ đưa bạn về. À, mà nè, hôm nay bạn về, bạn đừng có nói với mấy bạn là bạn sẽ về nha. Sao vậy? Phải chào tạm biệt nữa chứ. Thôi, không cần đâu. Bạn biết sao không? Nếu mà bạn chào tạm biệt á, thì mấy bạn sẽ buồn lắm. Và mấy bạn sẽ không chào bạn về đâu. Nói chung là vậy nha. Mình với Bắp Cải sẽ đưa bạn về trước. Rồi có gì mình gửi lại lời sau, hả? Có khi như vậy lại tốt hơn. Bởi vì tao cũng cảm thấy buồn lắm. Vậy thôi, bây giờ mình đi chào người lớn rồi mình về ha. Tìm được chưa? Dạ, nghe tụi nó nói á, là tụi nó quay về mấy trăm năm về trước. Cái thằng bé đó chắc là từ quá khứ tới rồi. Từ quá khứ tới? Vậy là nó đã dùng phép thuật thay đổi thời gian, đúng không? Đúng rồi. Chút xíu nữa đây á, thằng Suri với thằng Bắp Cải á, sẽ đưa nó quay trở lại. Vậy là chắc chắn thằng Bắp Cải đã sử dụng con quay thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho Bắp Cải và Suri không quay về được thế giới này nữa, bằng cách mình trở lại quá khứ lấy sợi dây chuyền của nó. Nhưng mà mình đâu có cái con quay phép thuật rồi để quay ngược lại thời gian. Nhờ có các bạn mà ta tới được tương lai, thấy được những điều tốt đẹp
đúng là thú vị. Nhất định anh mới về thiệt sao? Ừ. Sao hồi nãy Lý Bình không chào mấy bạn? Ta nghĩ có lẽ lẳng lặng ra về thì sẽ tốt hơn. Mà Lý Bình à, bạn bị gì vậy? Bạn có thể nói cho tụi mình biết được không? Dù rất tiếc nhưng mà điều đó ta không thể thực hiện được. Có lẽ từ bỏ thì sẽ tốt hơn. Lý Bình sẽ về bây giờ hả? Được rồi, được rồi, anh sẽ về ngay. Lý Bình, Lý Bình chú. Lý hả? À, bây giờ con ra ngoài một chút rồi con về liền nha. Về liền? Dạ. Về liền hay là về luôn? Phải ra ngoài mới biết được. À, thôi về nhà ngủ luôn đi. Chú đừng giận con mà. Con xin lỗi chú, con đi nha. Thằng nói vậy mà nó cũng đi nữa. Lý Bình đời thứ 33, nghe quen quá ta. Lục trong cái cuốn gia phả dòng họ Lý của mẹ nãy giờ mà sao vẫn chưa thấy, không biết nằm đâu nữa. Xàm xí đó nữa hả? Là chị cho con biết tay đó, biết chưa? Ta sẽ đi đây. Ây da, định rủ ta đi cùng chứ gì? Ta đã vượt thời gian để đến đây, nhưng nhờ có nương tử, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Và ta cũng quên mình là người của quá khứ. Cho nên nếu ta và nương tử đến với nhau thì sẽ làm phá vỡ trật tự của loài người và sẽ phá vỡ trật tự của thời gian mà ông trời đã định. Chính vì vậy ta thả nương tử đó. Thả ta hả? Kiếp sau chắc chắn chúng ta phải sinh ra cùng lúc và phải cùng kết duyên vợ chồng. Nàng nhớ đó. Lý Bình, về bây giờ hả? Chắc phải như vậy rồi. Không có Thu Hà, có đi được không anh? Được sao không? Vận hành mấy thời gian là đi được thôi. Anh, chị em đi với nha. Em đi nữa. Không được. Ủa, sao vậy anh? Anh đưa Lý Bình về nhà, mấy đứa đi theo làm gì? Em muốn đi mà. Thôi, đi chung với nhau cũng được mà. Trong thời gian vừa qua, tôi đã làm phiền các bậc tiền bối quá. Bây giờ tôi phải đi đây. Đi thật sao? Dạ. Tôi đã xem được rất nhiều điều và cũng học được rất nhiều điều ở đây. Vậy thì may mắn quá. Chúc lên đường bình an.
độ quá. Giới trẻ ngày nay phải học hỏi nhiều. Đúng là phải như vậy. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Gì vậy tụi con? Dạ, ông Tổ đi. Ông Tổ đi hả ông Tổ? Ừ, tao phải đi đây. Mấy hôm nay làm phiền gia đình nhiều quá. Dạ, cũng không có phiền nhiều đâu. Khi nào ông Tổ rảnh thì ông Tổ nhớ ghé thăm tụi con nha. Ta cũng không biết bao giờ mới trở lại được nữa. Vậy là không có quay lại luôn hả ông Tổ? Trời ơi cô. Không phải, ý không phải vậy. Ý con nói là bây giờ giao thông thuận lợi rồi, ông Tổ cảm thấy lúc nào mà ông Tổ rảnh á thì ông Tổ quay lại nha ông Tổ. Nếu được như vậy thì tốt quá. Hả? Thiệt hả? Không, không có gì. Ý ta muốn nói là nếu như cha mẹ hiếu thảo với ông bà thì ít ra con cái cũng hưởng được nửa phần hiếu thảo đó. Tao mong rằng anh chị sẽ hiếu thuận với cha mẹ để làm tấm gương cho con cái. Dạ, tụi con nhớ rồi. Trong ngũ hành có đến 3.000 loại tội, nhưng mà không có tội nào lớn hơn tội bất hiếu cả. Vì vậy các ngươi phải nhớ chữ hiếu quan trọng tới mức nào đó, biết chưa? Dạ, dạ. Dạ. Thôi, chúng ta đi nào. Đi nào. Đi. Thank you.